Nói là thiếu nhiều công viên cây xanh. Rồi còn ý nào nữa mà. Rồi mời bạn đi. Thiên nhiên thành phố Hồ Chí Minh mang cái đặc trưng là của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với hầu hết các loài thực vật, động vật có nguồn gốc nhiệt đới nên có cảnh quan xanh tốt quanh năm. Câu tiếp theo, cảnh quan thành phố liên tục biến đổi theo thời gian do. Mình mời bạn Thanh Khiết. Còn bạn nào có ý kiến khác? Mình mời bạn Văn Dũng. Dạ đúng đó. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Mình mời cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay. Ơi mày để lỗ nó bán bạn nào nêu cho mình một số công trình được cải tạo chỉnh trang đô thị trong dự là dự án. Mình mời bạn Quang Vinh. Không phải đường cây xanh con cây xanh cây xanh kênh Như Lộc Thị Nghè.
Một kênh gì con? Ở bên quận 12 có một cái kênh nó đang đang làm. Kênh gì con? Kênh gì? Kênh gì con? Cái kênh đang làm là kênh gì? Ở bên quận 12 có một cái hệ ống kênh người ta đang làm. Biết kênh gì không? À, đó là kênh Tham Lương. À, kênh Tham Lương An Hạ và Rạch Nước Lên người ta đang làm. Mình cảm ơn bạn, câu trả lời của bạn Vinh, bạn Nam và bạn Bảo rất chính xác. Cảm ơn cho các bạn một tràng vỗ tay. Một số công trình được cải tạo chỉnh trang đô thị là dự án kênh Như Lộc Thị Nghè, kênh Tân Hóa đường Phạm Văn Đồng, đại lộ Võ Văn Kiệt. Mình cảm ơn các bạn đã